khi mà trước khi Chúa ra đi thì Chúa có đưa một lời tiên tri về Easter và Chúa nói là các con sẽ không nhận ra ta. Vậy khi mà sư phụ ra đi rồi, sư phụ có một lời tiên tri nào cho để lại cho thế hệ sau? Hồi 8 tuổi mới đi mà, về hồi mới có 55 à, còn ba mấy năm nữa. Nhưng mà giờ muốn nói trước để quay phim trước thì hồi nói. Khi hồi ra đi, nó ra đi nhưng mà không có ra đi. Tại vì xác phàm lúc đó sư phụ cũng già rồi, hai chân không có nổi với mấy đứa con nữa. Nhưng mà sư phụ mỗi lần mấy con đi bộ đi, sư phụ đi bộ chung, đi là đà sát bên vậy đó. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mấy con. Tôi sẽ cũng giống như mẹ cha trên trời đó, lên xuống thù quá thân được mà, ngàn thân cho một chiếc thân xuống chơi với mấy con mỗi ngày dưới này cũng không được. Ca có đêm cũng không mệt. Cũng giống như Hòa Thượng Tiên Quán đổi, ổng mắt cũng đâu có mắt. Đứa nào mà có thiền định giỏi và có cái lòng thành với hữu á, rồi vẫn nói chuyện được với hồ, cũng giống như hồ đang nói chuyện được với cha mẹ, đang nói chuyện được với mấy vị này nè. Mấy vị đâu, mấy vị chùa nào cũng thờ mấy vị này đúng không? Ở trên thế giới cả vạn cả ngàn vị này đúng không? Nhưng mà mấy vị cũng nói chuyện, cũng ở đây với mình thì hồ cũng vậy thôi. Hồ là Phật con mà, ở trên trời hồ là Bồ Tát mà, hồ là chú hồ tới lâm mà hồ làm gì mà không được, đâu bỏ con đâu. Chỉ có trở lại kỳ này đúng ra đó là mấy con phải làm series với sư phụ, với làm cái tóc giả màu vàng phải không, cặp mắt xanh là vô phải không, rồi lạ mai tập tính. Còn giờ Châu kiểu này đâu nhìn giống chúa của nó đâu, mọi người bị chắc á. Nhưng mà sư phụ có nói tại vì họ chỉ nhìn chấp tướng, họ không có nhìn hành động. Hành động của sư phụ cũng y như chúa hồi xưa thôi. Thân ngữ sư phụ hồi xưa chúa có nói là ngài là nửa người nửa không phải là người. Hôm nay sư phụ cũng vậy, mấy con cũng biết sư phụ là nửa người nửa không phải là người. Cái tay sư phụ chỉ bệnh được bể trong hầu quan, sư phụ đâu phải là người thường đâu. Người hành động cũng y vậy thôi, cũng cho ra, cũng thị xã, cũng những lời để mà cho người ta có cái tâm an lạc. Chứ chúa sư phụ đâu làm gì sai đâu, chúa đâu có kẻ thù, sư phụ cũng đâu có kẻ thù. Người nào mà ghét sư phụ là người đó vô lý, quá vô lý. Chúa hồi xưa cũng đâu có nợ nần ai, cũng đâu có xin ai đồng nặng, cũng bị ta rượt đuổi chạy ra có cờ. Mà Chúa cũng là con Thượng Đế, sư phụ cũng là con Thượng Đế, thì hai cái đó là bằng chứng đúng không? Chúa là con của Thượng Đế thiệt thì các con cũng thừa nhận Chúa cũng là con Thượng Đế. Ở trên trời 12 anh em quý phụ, mỗi người có cái nghề, nghề truyền đạo là một người thôi à. Ở chỗ ở địa cầu này rất là nhỏ bé với vũ trụ, với bề trên giống như một cục đá trong một cái sân đá vậy đó, thì cũng là một người chứ đâu thể nào hai người được. Anh sư phụ thì đi những cái thành tinh khác, cũng giống như bữa cha hiện về ngay ngày lễ 19 tháng 2, ngày lễ khai đạp vừa rồi á, cha nói con mà xong nhiệm vụ này á, con về giống như nghỉ mệt thời gian chảnh phải không, vừa cha sẽ cho đi những hành tinh khác, tại những hành tinh kia họ cũng cần có cái đạo để mà làm cho họ có đường đi lối về á. Lối về là về trời, chứ họ không có đạo, những nơi khác cũng cần. Thì thụ đem cái đạo này xuống đây lưu truyền 3.000 năm, thì trong những cái thời gian đó thụ đi những cái thành tinh khác. Bữa cha có nói ngay cái bữa đó, thì nhiệm vụ của thụ là lập đạo, lập đạo từ bên Ấn Độ, lập đạo Do Thái, lập đạo rồi cái 1.000 mấy năm sau thụ lập đạo Hồi giáo, cũng một người hết, nhưng mà nó phải khác. Cũng như mà ông thầy giáo ông biết nhiều thứ, ông bên ông dạy toán rồi dạy này dạy kia, sư phụ là dạng vậy đó. Thì tất cả đều là con Thượng Đế mới có khả năng lập đạo nha. Ngoài ra nếu mà một vị lỗi lạc của thế gian á, họ chỉ lập được một cái phái, cái hệ phái thôi, chứ không phải là đạo, hiểu chưa? Cái đạo là đại đạo là lớn, họ chỉ lập được một cái nhánh đạo thôi. Còn ở đây một cái đạo completely khác,
Đạo Thiên Tâm completely khác đạo Công giáo một chút và 100% khác đạo Phật, nhưng mà học kinh Phật, có hiểu không? Như ngài Minh Đăng Quang, họ ngài chỉ là một cái nhánh nhưng mà cũng là đạo Phật, hiểu chưa? Rồi ông Phạm Công Tắc, ông lập đạo Cao Đài nhưng mà thờ Thượng Đế, nhưng mà ông có nói đúng 100 năm sau đạo sẽ bế tất cả những tín đồ Cao Đài phải tử nhà tu, thì lúc đó sẽ có một thiên tử xuống trần sẽ nhập cái đạo đã là một cái đại đạo gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên, thì sau này tất cả các đạo sẽ nhập về Thiên Tâm hết. Cho nên hồi xưa những ông chỉ là một cái tướng của cha thôi, như một quan cho nó triều đình mà. Thì ông có nói trước chứ đâu có đạo nào mà người ta vừa lập ra thành đúng 100 năm sau không phát triển nữa. Còn sư phụ nói đạo Thiên Tâm sẽ phát triển lưu truyền mãi mãi 3000 năm đại đạo. Bây giờ con có đi vượt biên thì con cũng đi xuồng rồi đi vỏ giọt thì ra tàu lớn đậu ngoài khơi thôi, đâu có vô trong sông được. Đến lúc mà tàu lớn mà đi thì tàu lớn mới đưa hết tất cả đi chung. Giống như máy bay ngoài phi trường nó bay về Chicago thì tất cả hành khách ở thành phố nào gom vô đó là đúng giờ đúng cái gây rồi lên chung một cái quay đấy nha. Thì Thiên Tâm chúng ta là đại đạo, là một cái thân cây, lâu lâu vài nghìn năm cái ra cái nhánh cây Công giáo cho người Âu Châu, nó phải thích hợp với vùng miền. Bên Phật thì nhánh cây, thì bên Cao Đài, tức là mỗi cái đạo là cái nhánh cây, nhưng phải thân cây phải lên. Cái thân cây mà khi con trồng cây con hiểu, cái cây mà lên cao á thì cái nhánh này phải cắt, con hiểu không? Thì sau này những cái đạo sẽ tắt, giống như đạo Công giáo. Tại sao bên Công giáo lại có tiên tri là Đức Giáo Hoàng này là vị Giáo Hoàng cuối cùng? Có ai mà nói kiểu kỳ cục? Bây giờ bên Tòa Thánh Thích Đức Giang đâu có đào tạo cha nữa đâu, con qua bển đi. Bây giờ mỗi một ngày nhà thờ càng ngày càng bán, họ bắt đầu họ nhỏ lại đó. Con nghiên cứu đi bên Công giáo thì cái gì nó cũng có thịnh và có si, và đồng thời cha cũng biết cái đó, cha cố tình làm như vậy luôn để cho tất cả cái đạo sau này mới nhập lại cái đại đạo, cái chánh đạo. Đạo Thiên Tâm chúng ta sẽ thống nhất đạo Công giáo, nhập lại sẽ thống nhất Cao Đài, thống nhất Hồi giáo. Chỉ có một đạo trên thế gian này, đó là do sư phụ lập ra, con trời lập ra. Khi mà sau này sư phụ về trời, người ta nghe thằng con ông trời lập ra, người ta theo là biết chánh đạo rồi, chứ không phải con của sa tăng lập đó. Sư phụ đâu phải con sa tăng, con có hiểu không? Rồi ví dụ như những vị giáo chủ khác, người ta đâu phải là con ông trời. Bây giờ con đi theo con Trâm đã hay đi theo con của Nelson hay là con của bà Nancy, ai đã hơn, hay là con của Biden, theo Hunter Biden tức là theo nghe cái tên thôi đúng không? Nó giống vậy đó. Ừ. Thiên tử, chứ là thiên tử thiệt đứa nào mà không biết, thì nó sẽ thống nhất lẹ lắm. Huống hồ sau này Đức Thầy Dứt Thiện á, sư phụ Việt Nam làm vua, người lúc đó Đức Giáo Hoàng cũng phải ngồi họp sư phụ đúng không? Trump cũng phải ngồi họp đúng không? Chúng ta ngồi ăn chung cái bàn chờ sư phụ. Mấy người đó lấy cái danh hiệu của nguyên thủ quốc gia nói chuyện đâu có thể nói bậy được. Hey Trump, hey Đức Giáo Hoàng không tên gì ta, Polo gì đó. Lúc đó tổng thống khắp thế giới ngồi họp, thù nói thật, chúng ta xuống đây để làm việc cho nhân loại, các ngươi làm việc cho cha ta, ta đại diện cho thiên đình xuống đây. Lúc đó mấy ông cũng phải nghe lời thôi, về thay đổi lại hết tất cả về tôn giáo trên thế giới, từ nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Công giáo, nhà thờ Hồi giáo, phải để dấu hiệu này lên. Và đây là cuốn kinh cho các người đọc, không có đọc kinh Koran nữa, chẳng đọc kinh nấy nữa. Nhưng mà một thời gian đầu thì người ta sẽ ra, tại vì cái gì nó quen rồi, từ từ nó không có phản đối, con hiểu chưa? Tại vì nó biết thiệt, tối ngày nó cứ đi
Hồi xưa Chúa cầm quân từ ở thành Mê-ca dẫn quân đi, tại lúc đó ta đâu có tin ổng là con của ông trời, ông lập đạo cũng bị ta vượt, cũng giống nhờ sư phụ phải đi vượt biên qua đây vậy đó, 79 qua đây cũng y như thời xưa, giống như Chúa vậy đó, cái màn khổ mà đóng phim rồi thấy không, chỉ có vài trăm người tin ổng thì đi về cái thành gì á, Marina vậy đó. Rồi hôm tới lúc mà ông dẫn quân trở lại đó, thì từ đó đạo hồi mới nổi lên. Ngày đầu tiên đó, mà ổng vô ông ngồi thiền mà ổng nói chuyện được với Thượng Đế đó, rồi ổng nói những lời này Thượng Đế dạy ổng, thì cũng giống như giờ cha nói chuyện với phụ mỗi ngày vậy đó, thì dạy cho phụ vậy đó. Những người con trời đều có cái thông thiên, câu thông với bề trên mới lập được đạo, mới biết làm này, chứ người phàm sao biết. Thì ông Mohammed đâu cũng nguyên vậy, Chúa Xu cũng vậy, sư phụ cũng bây giờ cũng vậy, thì người ta đâu có tin ổng. Gược ổng trai có cờ, ngày mà ổng nói những sự thật không ai tin, ổng chỉ có người đệ tử đầu tiên là vợ ổng thôi. Sư phụ có phước, có cả đám mấy con tin sư phụ á, dĩ nhiên là sư mẫu tin rồi đúng không? Bà là bà tin dữ lắm, tại sư bà bị ma trên nhức đầu lắm, mà hung sư phụ là có điển vô là bà hết nhức đầu lắm, cho nên cái đó là bà tin đầu tiên những cái lúc bộ nhau rồi. Còn đang mình nói chuyện ông Mohammed, thời gian đâu ai tin ổng. Đọc lịch sử Hồi giáo đi, rồi ổng kéo quân ổng bị người ta rượt đuổi, tới một thời gian sau ổng mới cầm quân ổng trở về. Thì lúc đó cả cái thế khối Ả Rập người ta mới theo cái đạo ổng. Mà hôm nay còn thấy ghê không? Và tới Indo, tới Mã Lai gần 3-4 tỷ người. Ổng cũng lạ la là gì, đó là cha mình nó không biết, Thượng Đế đó. Nhưng mà cái công thức nó khác, cũng giống giờ con ăn canh chua cá kho phở, còn bên kia họ ăn ba cái đồ Middle East á, cái cay này nọ, cái trang vậy thôi. Tại vì cái phong thủy nó khác, cái phong thổ của mỗi vùng miền khác thì cái công thức nó khác, còn cũng y chang như thời Chúa Giêsu. Giờ con mà người Á Châu mà hồi xưa mà qua Do Thái mà sanh ra không có phải một người Á Châu mà đi qua bên Do Thái rồi lập cái đạo, con nghĩ người Do Thái có ủng hộ không? Dễ gì ủng hộ, ổng phải sanh từ người Do Thái, hiểu chưa? Còn bây giờ thánh địa cha đâu có chọn là Jerusalem nữa, Jerusalem là tụi mày dẫn nhau nhẹm về núi Cấm, thủ đô của Chúa Hồ sẽ là núi Cấm, mà Thiên Long Sơn này là cái thao trường thôi, cái nôi thôi. Thì hồi sanh ra vậy này đó, mắt Việt Nam không hai mí, không phải mắt Tàu không, chinh kỳ ai là mắt một mí, tướng đi cũng không có hai hàng nữa không, ngon lành phải không, Việt Nam chánh gốc đó, vậy đó. Tại mới về núi Cấm, chứ còn như kiểu mấy người Tàu mắt một mí không có phải. Mình mới độc lập được khỏi thống trị của ta, rồi mình về núi Cấm của mình miền Nam phải không, thì phải sanh ra người Việt Nam, tại vì thánh địa cha chọn cho đạo Thiên Tâm là núi Cấm. Đức thầy cũng vậy, đức thầy ngày đầu tiên mà dạy dỗ cho hồ cách đây mười mấy năm á, là con á, Thiên Long Sơn này là tạm bợ, núi Cấm mới là thời đạo Thiên Tâm, sau này thủ đô sẽ là núi Cấm. Nên từ đó mấy vị kêu á là phải lập cái điện Thái Hoàng Thiên để cho tất cả hồn thiên sông núi với mấy vị thần thánh bên Việt Nam á có nơi ngự ở bên đó. Còn hôm nay là ngày lễ Easter, nãy đệ tử hằng nghe có nhắc, ngày xưa Chúa Giêsu trước khi mà đi về trời bị đóng ba cái đinh, rồi tại sao không nói là Wester hay là nọt tơ, tức là miền Bắc tơ, hay là Tây tơ, lễ Tây hay lễ Bắc hay lễ Nam đi, sao đi, nọt đi, rồi quét đi, mà lại là ít, ít là Đông, Đông Nam Á, Đông Nam Á trong đó có Trung Cộng, có Việt Nam, có Đài Loan, có Nhật, có Nam Hàn, rồi có Singapore, có Miên, có Lào, đại khái là Đông Nam Á là vậy đó, Philippines thì gọi là ít, hướng ít. Thì Chúa nói sau này mỗi năm các ngươi làm lễ Easter để tưởng nhớ ta, vì sau này ta sẽ tái sanh lại
ở vùng Đông Nam Á. Rồi sau đó ta sẽ đi qua bên bờ Tây nước Mỹ, nó có cuốn kinh của ông Notre Dame. Bây giờ ở ngoài đó truyền thông mấy đứa con đó mà muốn độ chúng sanh đó, lấy những kinh điển thời xưa của mấy cái tiên tri của thế giới bỏ trở lại cho họ hiểu. Tất cả đều nói sư phụ hết, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu tôn giáo, kinh Khải Huyền, kinh Koran, kinh Phật giáo đều nói sư phụ hết, Chuyển Luân Thánh Vương mà. Rồi Notre Dame, Venga hay là bà KC gì đó, Đức Sanh gì đó đều nói về sư phụ. Một người đây, ngồi đây là Chuyển Luân Thánh Vương ở thời tận thế quả địa cầu thay đổi, thay đổi trục quay, loài người thay đổi cách sống từ cái bị cực, cái khổ, đại khổ, khổ hết tiền, khổ kinh tế, khổ bệnh tật, khổ chiến tranh, lòng người không còn lòng tin, không ai sống được an lạc hết, mình ngủ một đêm không biết mai mình có còn thức dậy không, tức là đủ cái khổ gọi là tận thế. Thì lúc đó Thượng Đế tức là bề trên cho con của Ngài xuống trần. Mà danh từ trong kinh điển và trong sách họ xài hơi sang đấy, gọi là Chuyển Luân Thánh Vương, nghe ngầu. Chuyển tức là hay nói thay đổi xác đi không, dùng chữ chuyển không thì chứ bộ dịch luôn thánh, chứ bộ đâu phải thánh, chứ bộ là Bồ Tát, chứ bộ là Thiên Tử, con của Cha. Chuyển luân tức là luân hồi sanh tử đó, thì nói đầu thai đi không dùng chữ luân, rồi luân Chuyển Luân Thánh Vương tức là con của trời, vua chúa vương gì ta dùng danh từ thái tử rồi đại khái. Chuyển Luân Thánh Vương sẽ dẫn nhân loại từ bỉ cực, tức là từ cái khổ thành cái sướng, và đồng thời lập ra một cái đạo để cho nhân loại nâng cái tầng cấp cái sự sống lên. Trong tương lai con người không còn hận thù, không còn hung ác nữa, thì nâng cái đời sống của nhân loại lên, tức là thay đổi tất cả toàn diện. Chú phụ sanh ra ở qua địa cầu này tuy là mang thân người Việt Nam, nhưng mà không có làm việc riêng cho một nước Việt Nam, làm việc cho toàn cái quả địa cầu này, con có biết không? Nó không phải chỉ nước Việt thôi, tại vì các con hên là người tiếng Việt, sư phụ đầu thai người Việt, vì thánh địa cũng như Jerusalem, cả thế giới chỉ có biết Jerusalem, đạo hồi cũng biết Jerusalem, nhưng mà sau này Jerusalem không còn quan trọng nữa, chỉ là Việt Nam về tâm linh là cái core, cái connection giữa loài người và loài trời, người trời, người nhân địa và người cõi trời là nước Việt. Thì hồi mới đầu thai làm người Việt, chứ hồi sanh ra là cho toàn địa cầu. Chuyển Luân Thánh Vương đổi cách sống, đổi đời sống. Con người không có cái đạo, con người không có đường đi, đi giống như mù vậy, quờ quạng, bữa nay đụng đâu làm đó, không có hướng đi, không có cái sự sống, không có nguồn vui. Khi mà con người không có cái đạo, không có cái niềm tin, sống rất là cô đơn và rất là dễ giận, dễ hờn, không có cái gì gọi là định hướng cho một ngày làm việc của mình hết. Còn từ đó Chuyển Luân Thánh Vương, con có Thượng Đế mới lập ra cái đạo. Đạo là sống ở đời mỗi ngày phải vui vẻ, chứ không phải là buông bỏ. Phật tử có ba cục hột sòn, bốn cục, mà người bạn đạo mà thấy xin một cục mà không cho là tất cả công tu tập mấy chục năm bỏ hết, phạm giới. Đạo Thiên không có chuyện đó nha con. Con có bốn cục thì con cha mẹ là ấy, tiên là phải sen, phải giàu, phải đẹp, phải không? Tiếng mà thì thiên tâm chúng ta là thiên đạo chứ không phải là Phật đạo. Cho nên đời sống các con ra đường làm ăn là phải giàu có, phải hơn người đời, cho nó đúng cách làm đời, có học thức cao, có bi trí dũng, tự đúc rút đi, chứ không có lợi thuộc vào ông thầy nào để dẫn mình đi về trời hay giảng sanh. Thì chỉ đưa cái đuốc thôi, tự đốt đi,